xin chào các bạn, rất vui ngày hôm nay được gặp lại các bạn tại kênh Jack An. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta không thể ra khỏi nhà, cũng như không thể thực hiện những chuyến du lịch trong mùa hè này. Tuy nhiên, đối với mình, không thể ra khỏi nhà, thì mình có thể tạo ra niềm vui bằng nhiều cách khác nhau. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình vẽ lên chiếc túi này những bông hoa thật đẹp. Và bây giờ, để biết được mình vẽ bông hoa gì, thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi mình nhé. Và trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để cho mình một like để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ dựng hình bằng bút chì. Chúng ta sẽ vẽ lên chiếc túi những đóa hoa và những chiếc lá. Vậy là chúng ta vừa dựng hình xong, bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho đóa hoa của mình. Trước khi tô màu thì mình sẽ lót vào một miếng bìa cứng để khi chúng ta tô màu sẽ không bị lem xuống phần phía dưới của chiếc túi. Và bây giờ mình sẽ tô màu xanh chuối làm nền cho những chiếc lá. Chúng ta sẽ tô đều màu xanh chuối lên những chiếc lá.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành màu nền cho những chiếc lá. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu nền cho những đóa hoa các bạn nhé. Và để tô màu nền cho những đóa hoa thì chúng ta cần chuẩn bị màu đen, màu xanh dương, màu tím đỏ và màu tím xanh, và một ít màu trắng. Đầu tiên, mình sẽ tô đóa hoa màu xanh dương. Mình sẽ pha với một chút màu đen. Các bạn lưu ý chúng ta lấy một rất ít màu đen các bạn nhé. Sau khi chúng ta pha đều màu xanh dương và màu đen thì chúng ta sẽ tô màu nền cho đóa hoa đầu tiên. Chúng ta tiếp tục pha thêm một ít màu trắng để cho màu nền của chúng ta có độ sáng khác nhau. Tiếp theo là đóa hoa thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng màu tím đỏ pha với một chút màu đen thôi nhé các bạn. Chúng ta pha đều giữa màu tím đỏ và màu đen, sau đó chúng ta sẽ tô nền cho đóa hoa thứ hai. Cũng lưu ý pha thêm màu trắng để cho màu nền của chúng ta có độ sáng khác nhau. Tiếp theo là đóa hoa thứ ba. Đóa hoa thứ ba mình sử dụng đó là màu tím pha với một chút màu đen. Cùng là đóa hoa thứ tư mình sử dụng đó là màu tím xanh, chúng ta cũng pha với một ít màu đen. Chúng ta pha đều và sau đó chúng ta tô lên đóa hoa như vậy. Vậy là mình đã hoàn thành màu nền cho bốn đóa hoa của mình. Và để tô màu cho những chiếc lá, mình chuẩn bị màu xanh đậm, màu xanh lá chuối, màu vàng, màu nâu, màu đỏ và màu trắng. Và bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ những chiếc lá. Với chiếc lá của cẩm tú cầu thì thường phần ở giữa và phần đuôi sẽ là màu đậm, và phần ở trên do ánh nắng chiếu vào thì chúng ta sẽ có màu lợt hơn, màu sáng hơn các bạn nhé. Mình sử dụng màu vàng và màu trắng để làm cho khung viền của chiếc lá sáng lên.
Nếu các bạn để ý, những chiếc lá của đóa hoa thường bị ánh nắng chiếu vào có thể làm cho những chiếc lá bị héo đi và đổi màu. Vì thế mình sử dụng màu nâu và màu đỏ để tạo cho chiếc lá trở nên sinh động hơn. Vậy là mình đã hoàn thành trong chiếc lá đầu tiên. Những chiếc lá tiếp theo các bạn cũng tương tự nhé. Khi tô màu những chiếc lá thì mỗi chiếc lá sẽ có những màu sắc khác nhau tùy do mình sáng tạo các bạn nhé.
Chiếc lá này cho ánh nắng chiếu vào, làm cho chiếc lá bị héo đi một phần. Mình sẽ dùng màu nâu và màu vàng để tạo hiệu ứng cho chiếc lá này. Chiếc lá cuối cùng cũng sắp được hoàn thành. Sau khi mình hoàn thành xong những chiếc lá thì mình sẽ vẽ gân cho những chiếc lá. Gân lá thì cũng rất là dễ vẽ ha các bạn ha. Mình sẽ vẽ đường ở giữa và sau đó những gân lá xung quanh giống như hình xương cá ha các bạn. Và những chiếc lá của chúng ta đã được hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tô đến những đóa hoa. Đầu tiên mình sẽ tô đóa hoa màu xanh dương. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương để vẽ lên những đóa hoa. Những bông hoa của chúng ta sẽ được vẽ bằng 4 cánh theo hình dấu nhân hoặc là dấu cộng, tùy theo mình sáng tạo. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh dương
để vẽ hết tất cả những bông hoa tràn ngập lên trên mặt đóa hoa này. Sau khi đóa hoa đầu tiên đã tràn ngập những bông hoa màu xanh dương, để tạo độ sáng cho đóa hoa thì mình sẽ pha màu xanh nhạt với màu xanh đậm lại với nhau và tạo nên những đóa hoa màu sáng hơn. Và để những đóa hoa của chúng ta sáng hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng thêm màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ qua đóa hoa thứ hai. Đó là đóa hoa màu tím. Chúng ta cũng sử dụng màu tím. Và bây giờ nền hoa tím của chúng ta đã đầy những bông hoa. Chúng ta sẽ pha thêm màu trắng để tạo độ sáng cho đóa hoa tím của chúng ta. Thì ngoài màu trắng ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm màu hồng để cho đóa hoa của chúng ta có độ sáng khác nhau.
với màu trắng, màu tím và màu hồng, chúng ta đã có được đóa hoa thứ hai thật là xinh xắn đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đóa hoa thứ ba bằng màu tím đỏ. Chúng ta cũng sẽ vẽ những bông hoa bốn cánh tràn ngập trên đóa hoa. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm màu trắng để làm cho độ sáng của những cánh hoa tươi hơn. Chúng ta đã xong đóa hoa thứ ba và bây giờ chúng ta sẽ đến với đóa hoa cuối cùng. Đóa hoa cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng màu
tím xanh. Chúng ta cũng sẽ tạo nên những cánh hoa tràn ngập đóa hoa này. Pha một ít màu hồng vào để tạo độ sáng cho đóa hoa này. Hoặc là thêm một chút màu xanh dương để tạo cho cái độ sáng của đóa hoa có đủ màu sắc.
Vậy là đóa hoa thứ tư của chúng ta cũng đã dần được hoàn thiện với những màu sắc khác nhau. Tùy vào các bạn muốn đóa hoa của mình có màu sắc nào thì chúng ta pha những màu sắc đó để làm cho đóa hoa của chúng ta thật là đẹp và nổi bật các bạn nhé. Và đây là sản phẩm mà chúng ta vừa thực hiện được, một chiếc túi với những đóa hoa cẩm tú cầu thật là đẹp và cách vẽ cũng thật là đơn giản, phải không nào? Với cách vẽ này, chúng ta có thể vẽ lên được nhiều vật dụng khác nhau, chẳng hạn như áo, váy hoặc là cốc dĩa nhiều hơn nữa. Chúc các bạn sẽ có những sản phẩm thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.